Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.